Xin chào mọi người, lại là em đây. Mọi người ơi, dạo này em ăn nhiều quá mà bụng em bị to rồi. Bây giờ chúng ta tập cơ bụng để cho bụng nhỏ lại nhé. Chúng ta cùng bắt đầu tập luyện nào. Động tác đầu tiên của chúng ta hôm nay sẽ là động tác plank nhé. Với động tác này thì hai tay chúng ta vuông góc, toàn bộ cơ thể chúng ta trên một đường thẳng nhé, không có được võng lưng ạ. Chúng ta tùy theo mỗi người, người nào được số phút số giây nhiều thì mình cứ tiếp tục mình phát huy ạ. Chúng ta làm được số phút lâu nhất có thể nhé. Mọi người nhớ cho em là siết chặt cơ bụng lại nhé. Cơ bụng, cơ mông và đùi chúng ta siết chặt lại. Toàn bộ cơ thể chúng ta trên một đường thẳng ạ. Không được võng lưng. Hai tay vuông góc. Cố lên nào. Cố lên mọi người ơi. Rồi, chúng ta đến động tác tiếp theo. Động tác tiếp theo cũng là plank. Nhưng mà động tác này chúng ta không khuỵu chống tay, mà không khuỵu gối nữa, khuỵu tay nữa, mà chúng ta sẽ chống thẳng tay nhé. Và cũng tương tự như động tác đầu tiên thì toàn bộ cơ thể chúng ta cũng trên một đường thẳng. Siết bụng, siết mông, đùi. Chúng ta cũng làm số phút mà được nhiều nhất có thể nhé. Cố lên nào. Mọi người nhớ là không được võng lưng nhé. Chúng ta siết cơ bụng, siết cơ mông và cơ đùi ạ. Cố lên nào. 3, 2, 1. Chúng ta chuyển sang động tác thứ ba nhé. Động tác thứ ba chúng ta nằm xuống thảm ạ. Hai tay để xuôi. Chúng ta chuẩn bị siết cơ bụng dưới. Cơ bụng trên nâng lên ạ. 1. Thẳng chân nha, nâng thẳng chân vuông góc. Sau đó chúng ta hạ xuống, chân chúng ta không chạm sàn. 2. Chân không chạm sàn. 3. Vuông. 4. Chân không chạm sàn ạ. 5. Xuống nào. 6. Bảy. 8. Chín. 10. Chúng ta tiếp tục nào, cố lên. Động tác này chúng ta sẽ làm nhỏ bụng dưới đấy ạ. Chúng ta siết bụng dưới và bụng trên lại nhé. 3 4
5 6 7 Mỏi lắm ạ, rất là mỏi. 8 Cố lên hai cái nữa nhé. 9 Cố lên nào. 10 Rồi, giỏi quá. Chúng ta chuẩn bị sang động tác tiếp theo ạ. Rất mỏi. Chân này và tay kia chúng ta cơ bụng chéo nhé. Chúng ta tập động tác này cho cơ bụng chéo. Chúng ta cũng siết bụng lại nhé. Chuẩn bị nào. Đầu chúng ta nâng lên nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cố lên nào, sắp xong rồi. 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta giữ lại nhé. Giữ lại tầm vài giây ạ. Đổi. Cố lên nào. Chúng ta rất là mỏi ạ. Mỏi và chúng ta còn đau cả cơ bụng nữa. Nhưng mà sau khi đau xong thì chúng ta sẽ có kết quả rất tốt ạ. Và chúng ta chuẩn bị sang đến động tác tiếp theo nhé. Chúng ta co chân lên ạ. Đạp xuống. 1 2 3 4 Siết bụng vào ạ. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 Hít thở. Hít thở. Chúng ta hít bằng mũi và thở ra bằng miệng nhé. Hít thở. Hít thở. 10 10 Rồi, chúng ta đã xong động tác co bụng rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục sang một động tác nữa nhé. Chúng ta ngồi lên. Hai tay chống ra sau ạ. Chuẩn bị nào. Cố lên nào. Siết cơ bụng lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Ôi dồi ôi, rất là mỏi. Rất là mỏi luôn ạ. Và bây giờ chúng ta làm động tác rắn lượn nhé. Chúng ta thư giãn cho lưng ạ.
Bây giờ chúng ta sẽ làm động tác thư giãn cho chân nhé. Động tác bướm bay nào. Tiếp theo là lưng và chân nào. Lưng và chân. Chúng ta duỗi thẳng chân ra, căng chân ra cho em ạ. Sau đó mình ôm lấy chân và nhấp, 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 nhấp. Chúng ta sẽ rất là căng chân và đau chân, nhưng mà rồi sau khi quen đi thì chúng ta sẽ thấy rất là thoải mái ạ. Với bài cơ bụng này á thì chúng ta có thể tập một hiệp hoặc chúng ta cũng có thể tập hai hiệp tùy theo sức khỏe và thể trạng của mỗi người nhé. Em đã vừa tập luyện xong bài cơ bụng này và chúc mọi người tập luyện thành công để có một body đẹp và săn chắc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.